Dạ, chỗ phí á, ngày trước anh em đi làm á thì không áo mặc không tiền, anh em cũng lo cầm vàng cho mượn đồ đạc cho mặc đó. Công việc làm chỉ dạy từ ly tí nâng đỡ lên để anh em làm có tiền lo anh em thương anh em từ ly tí cơm nước đồ lo ăn đồ ăn ngon rủ anh em ăn hết đó. Bây giờ á, anh có thương anh em có suy nghĩ lại ngày trước anh em sống tốt đó, thì tốt nhất thì anh buông xa vợ ra để cho nó về với con cái với cha mẹ, để cha mẹ nó buồn, cha mẹ buồn khóc nức nở ông bà già ở dưới, con cái nó lớn tội cho nó nhìn bơ vơ thiếu mẹ này kia con đường dại dột nó rồi. Anh nếu cứ suy nghĩ lại cách sống anh em mình sống tốt như thế nào á, tốt nhất anh khuyên như vợ em về về với con với gia đình cho người ta đỡ lo. Một người đi mà biết bao nhiêu người khổ, chị em cha mẹ dòng họ gì ai cũng đều lo lắng khóc hết trơn. Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nó ghi nhận rất nhiều các thông tin, đặc biệt là các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Đây tiếp tục cái câu chuyện tiếp theo, đến giờ phút này cũng rất trưa rồi. Cũng hơn 12 giờ trưa rồi. Anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận được thông tin em một em trai để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Em trai biết là em tên gì? Em tên Thịnh. Thịnh hả? Thịnh nhiêu tuổi đấy em? Hôm nay 34 rồi. Em nguyên quán ở đâu? Em ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Kiên Giang. Rồi em cho anh biết hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Dạ em tìm vợ em. Tìm vợ. Em cho anh biết là vợ em họ tên là gì? Họ là Nguyễn Kiều Diễm. Vợ em nhiêu tuổi? Hôm nay 30. Vợ em có cùng quê không? Dạ em ở Bạc Liêu anh, Vĩnh Hưng, Bạc Liêu. Vậy là cũng xa hả? Cũng xa. Hai vợ chồng em có cưới nhau không? Có cưới nhau cái thôn này đủ anh. Mình được mấy người con rồi? Có một cháu hôm nay 12 tuổi. Ồ, 12 tuổi luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là mình cũng lấy vợ sớm hả? Bây giờ cũng 22 tuổi. Em và vợ hiện nay là đang làm công việc gì vợ ở đâu? Em đang làm công ty gỗ ở Bình Dương nè. Thế còn vợ? Vợ cũng làm chung với em. Vợ làm chung hả? Dạ. Hai vợ chồng là sáng ra đi chung không? Sáng đi làm chung, tối cũng về chung. Là đi chung một xe hả? Chung một xe. Vậy là đến giờ phút này là em biết vợ đi đâu không? Em chỉ thấy camera ghi lại là có người lại rước người đó cũng làm chung với em đó. Người làm chung? Người làm chung. Chung công ty luôn hả? Chung công ty lính của em. Lính của em luôn. Dạ. Vô rước vợ em đi. Vô rước xe đấy quay ra quay lại rồi thấy rước. Là ban ngày ban tối em? Ban ngày lúc 8 giờ mấy, tại vì lúc 8 giờ hai chồng còn nhắn tin ở đâu, tầm 8 giờ mấy em nhắn tin không trả lời là lúc đó em về em nhờ camera ấy sớm lại á, là thấy có chiếc Ủa, xe. Ủa vậy là 8 giờ tối à? 8 giờ sáng. Sáng là lúc bây giờ là em mình đi làm chưa? Em 7 giờ em đi làm rồi. Em đi trước. Đi trước em đưa con em đi lại trường học rồi em đi làm. Vợ em bữa đó thì không có đi làm. Chứ đau thực bụng ở nhà. Chứ vợ kêu đau bụng ở nhà. Nhưng mà thực sự đau hay không em không biết. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Còn mọi hôm là hai vợ chồng đi chung. Hai chồng đi chung hết rồi. Hôm nay là vợ kêu đau bụng ở nhà. Dạ. Vậy là con em có học ở gần chỗ em không? Con em học cũng gần cái đường em đi làm, em đi làm rồi em đưa ngang nó luôn em đi làm. Vợ em và em mới làm việc tại các công ty gỗ này lâu chưa? Làm cũng 2-3 năm nay ạ. Rồi gần đây là em thấy vợ có biểu hiện gì không? Gần đây thì tính tình cọc cằn xíu, nói chuyện có nghe nhưng em cũng nói thôi thì từ thôi, gì bình tĩnh không có gì đâu. Nói chuyện đàng hoàng. Gần đây là em thấy vợ là nói chuyện là cọc cằn đúng không? Khó chịu. Đúng. Kiểu nhiều khi là tỏ ra cái thái độ kiểu khó chịu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em có làm gì sai cho mấy vợ không? Không, mấy giờ nay vợ chồng không có cự lộn như lại gì anh. Em chỉ đi làm thôi, đi làm về khuya 9 tăng ca 9 10 giờ về mệt xong rồi thôi, không có cự cãi không gì. Em có nhậu nhẹt bê tha bao giờ không? Mình có thì nhậu lâu nghỉ về sớm thì có mấy anh em làm chung ty qua thì nhậu thôi chứ không có đi nhậu ngoài. Em cho anh biết là cái người đàn ông mà em đang nói là em trích xuất camera em thấy được là người ta chạy xe vô người ta chở vợ em đi ấy, là người ta nhiêu tuổi rồi? Người đó đó anh em 2 tuổi, tầm 30 35 36 gì đó. Người ta có vợ con không? Em cũng không có gần nhưng mà nó nói là không có vợ con gì chứ làm chung với em cũng 50 năm nay. Em có ăn nhậu với người đàn ông đó bao giờ không? Có, cuối tuần cũng có qua nhà em chơi. Vậy là cuối tuần sang nhà em, nhà hay là trọ? Em mướn nhà bên đó. Mướn nhà luôn hả? Dạ. Vậy là qua nhà nhậu luôn? Dạ, qua nhà. Vậy là thường xuyên như vậy hả? Cuối tuần thường xuyên cũng qua nhậu. Đến giờ phút này là em biết chính xác luôn hả? Chính xác luôn, tại vì camera ghi lại với nghỉ cũng được hả? Mới nghỉ cùng nhau và camera ghi lại. Đúng. Là có trở vợ em đi? Có.
có chạy vô nhà thấy xe tới, mấy người ta ở xóm ta cũng thấy luôn. À, hàng xóm là người ta thấy. Rồi camera chích lại em cũng thấy luôn, em nhìn rõ người đó luôn. Ừ, rồi em cho anh hỏi này, vợ em mà em biết được đến giờ phút này là cái người bạn gọi là chung công ty chở vợ em đi là đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Mới đi hồi 8 giờ hôm qua anh, 8 giờ mấy hôm qua. À, ngày hôm qua. Dạ. Đến giờ phút này là vợ em có gọi điện này hoặc có báo tin về nhà không? Không gọi cho ai hết, tắt máy hết, không gọi được, thằng đó luôn gọi cũng không được. À, người đàn ông đó cũng tắt máy luôn? Dạ. Không, vợ em cũng tắt máy luôn? Không có mạng gì hết. À. Em có báo về cho gia đình chưa? Em báo về bà vợ em rồi. Mẹ vợ nói gì? Vợ em bây giờ bà buồn bà khóc, ở dưới có hai chồng già với ổng tức quá rồi ổng bệnh luôn, ổng nằm viện luôn rồi. À. Bà khóc sáng đêm hôm mới gọi em, bà khóc sáng đêm luôn. Tội cho con em thôi. Bà vợ em mới khóc qua điện xuống. Con em có biết không? Con em nó biết. 12 tuổi anh nghĩ chắc biết rồi ha. Nó về nó chạy vòng vòng sớm nó hỏi mẹ nó đi đâu mà kia. Ừ, chắc người ta nói hết hả? Nói là thấy có chiếc xe màu trắng vô chở đi. À, xe gì em? Xe quay màu trắng. Xe quay màu trắng hả? Đến giờ phút này là cả vợ em và cả người đàn ông đó là nghỉ công ty luôn. Nghỉ luôn. Tại bữa đó nó nghỉ làm trước nửa ngày. Đầu là nó nghỉ không biết đâu, không biết có đi chuẩn bị chỗ sẵn hay có tính trước thì không biết. Chắc lại kiếm trọ rồi. Buổi chiều, bữa chiều đầu vô đánh lương, xong rồi buổi tối đó ngày sau nghỉ luôn. À là không. Rồi bữa sáng nó cũng là nói đau bụng rồi nằm nhà rồi cùng là 8 giờ mấy đó thì. Là hôm trước là đánh lương rồi đúng không? Đánh lương rồi. À. Nó nghỉ nửa ngày đó, chiều mới vô đánh lương. Vậy là hôm nay 18 hả? Dạ. Vậy là ngày 16 đánh lương. 17 đi. 17 đi. À. Vợ em ấy là cái thời gian mà hai vợ chồng là về đi làm ngoài giờ đi làm về ấy, là hai vợ chồng em thấy vợ có nhắn tin cho ai không? Nhiều khi thấy nằm bấm máy thôi, mình không nghĩ gì là hỏi nhắn tin cho ai, có nhắn tin cho mấy bà chế không à, mình không có nghĩ là vậy. Mình không có xem đúng không? Dạ. Hàng ngày, hàng tháng em lấy lương về là em có đưa hết cho vợ không? Hay là em giữ tiền hay vợ giữ tiền? Lương hai chồng em giữ xài chung mà, tiền khi chuyển khoản cho em thì em giữ trong tài khoản, khi tiền mặt thì em đưa vợ em đi hết tiền xài, hai chồng xài. Vợ em cũng có lãnh lương tiền mặt riêng. Ừ. Nói chung là tiền bạc là hai vợ chồng xài chung. Dạ. Muốn ai xài nhiều xài đúng không? Dạ. Xài chi phí thì lo. Nói chung là cái để... tiền bạc kinh tế này em thấy là mà có ổn không? Đủ không? Đủ, vợ chồng sống khỏe. Em lương cũng đỡ xíu. Từ trước giờ là hai vợ chồng mình là có thương yêu nhau không? Hai chồng em đó giờ không rời nhà nào chứ thương nhau lắm. Từ đó giờ không rời ngày nào cũng. Ừ. Đi đâu chung cả trước đây ngày xưa em mới quen vợ là em quen ở đâu? Em quen ở nhà bà vợ luôn ngày trước, vợ em ở với nhà em không có đi làm. Là trước em gặp vợ ở đâu mà quen mà yêu? Hồi trước nói chung là em đi đi ghe biển. À. Đó, rồi có nhỏ cô làm ở dưới á, ừ. Biết rồi cho số điện thoại ngày trước. À. Thì máy kiểu giới thiệu ha, kiểu cùi bắp á. Ừ. Nói chuyện rồi đầu vô ghe lên nhà chơi. À. Quen biết rồi tới lui hai bên thì thương. Ừ. Từ từ là tán tỉnh. Trước mình làm đám cưới là đám cưới lớn không em? Đám cưới cũng đàng hoàng, hai họ đủ. À. Thì đám với cái quê hồi trước mình cũng cách cho 11 năm về trước hả? Dạ đúng rồi, mười mấy năm trước. À. Chắc là vui lắm ha. Mẹ đủ. Ba mẹ em hiện nay biết chuyện này chưa? Cha mẹ em thì biết, mẹ em giờ thì nói chung bệnh ở nhà không có, cha em phải lo. Giờ còn cha em thì không biết rồi, ông cũng buồn lắm mà giờ. Ừ. Sao giờ an ủi thôi. Ừ. Nói thì... em nói chuyện lớn tiếng. Cha em nhờ an ủi thôi. Ngày trước đó, em quen vợ em á, vợ em nó bệnh nhiều lắm. Nó bệnh kiểu ông lên bà xuống, hành dữ dằn lắm. Em trực chiến em đi em trị hết bệnh luôn với bà vợ á, đi tới xíu em đẩy lên đẩy xuống. Chị hết bệnh như hai đứa mới đám. Ừ. Mười mấy năm nay hai đứa không có gời không mà giờ mới có vấn đề xảy ra chứ thật sự đó giờ không có đi xa được. Em có để cái gì đó thiếu thốn tình cảm không mà vợ lại quen người đàn ông kia? Không anh, em đi làm về hai chồng cũng nghỉ thôi. Người đàn ông kia có đẹp trai không? Có một em nói chung là cũng không có như em đâu. Chung là hơn em thì em không nói. Kia là cờ bạc, đá gà. Ừ. Chỉ đi casino bên ngoài đánh bài này kia, đi chỗ nào cũng thiếu nợ, trốn mượn, trốn như này. Nói chung cái gì cũng có tật đúng không? Cái gì cũng có. Ừ. Trốn đi chỗ nào thiếu nợ đó trốn đó. Ở em vòng đi cũng thiếu nợ lúc trốn hết. Vậy mà vợ em lại quen được thì lạ nhỉ? Bởi vì nhiều khi á, mình đâu có suy nghĩ tới vấn đề đó đâu. Thấy người tệ nạn xã hội sao mà lại quen được. Ừ. Bây giờ á, thì nói điện về hai bên á, thì bà vợ rồi đi coi thầy nói là bị bỏ bùa kia. Ừ. Thì em cũng ép bụng. Còn thì em bà vợ khóc miết à, hôm hai mẹ con điện nói chuyện đâu tới sáng luôn, cũng nói về sáng mẹ nó mệt quá ngủ chứ đi làm đi con mà ngủ nghe gì được. Không tội cho bà vợ khóc sáng đêm luôn.
ông vợ ông tức, ông chửi, ông bệnh, ông nằm viện luôn rồi. Mà bà vợ với ông vợ với có một mình à, không con cái gì với nuôi chứ, con anh mà bị bệnh nữa. Em cho anh hỏi cái người đàn ông mà dắt vợ em đi là tên là gì? Tên Tý, Lê Văn Tý. Lê Văn Tý hả? Dạ, quê ở Cà Mau. Quê Cà Mau, và dạ. Sinh năm mấy em? Em không có... Khoảng nhiêu tuổi? Nó lớn hơn em tuổi khoảng 35, 36, 34 gì đó. Khoảng 34, 35, 36 gì đó, nhưng mà chưa chính, không nhớ, nhớ chính xác hả? Em có căn cước ở đây nè, mà em có căn cước, camera em nhờ bên công ty chụp lại hết rồi. À, tìm thì anh nghĩ là không khó, nếu mà đầy đủ có thông tin hình ảnh, mà đầy đủ thông tin thì không khó để tìm được cái người đàn ông đang dắt vợ em đi. Bây giờ căn cước em cũng nhờ công ty chụp lại photo lại hết, giấy tờ em có đầy đủ, với camera em đã có hết rồi. Ừ. Em bây giờ chỉ nhờ mấy anh giúp đỡ cho em nhanh chóng về để bà vợ em ở tuồng khóc tội với bà quá. Bây giờ ổng thì bệnh nằm viện rồi, quá tội, chị em là cũng bất ngờ. Há người đàng hoàng á thì không ai nói, người tệ nạn gì mà kiểu như là bị nhà nói là bị dụi bỏ bùa không á. Ừ. Sợ là nó đi casino này kia nó bán qua bên Campuchia thôi. Ừ. Thật sự là như vậy, ở nhà lo em mới bóp bụng em đi nhờ mấy anh, em biết anh Hải đây em mới nhờ lên đây nhờ mấy anh kiếm giùm để cho bà vợ bà đỡ đau buồn. Thì bà tức bà khóc không thấy, bà nói là bà chết cho rồi cho vừa bụng nó. Nói chung là lúc trước đây em có ngờ là một ngày nào đó, em ngờ là em dắt hoặc em mời hoặc là quý mến hoặc là mình thân thiện với các bạn ấy, mình kêu các bạn về nhậu hoặc là đi chơi cho vui ấy, mà mình có nghĩ rằng một ngày nào đó người ta nhòm ngó vợ mình, người ta dắt vợ mình không? Thiệt đó vậy em không nghĩ, tại vì toàn cấp dưới em với ấy này kia chơi, anh em lên đây làm khó khăn em giúp đỡ, tiền bạc chỗ ở kiếm trọ ở đầy đủ, người nước ngoài Gia Lai rồi vô em kiếm trọ rồi cho ở, anh em mình thương lắm. Em không ngờ là này... Nói chung là mình không ngờ là lính tráng mình giúp đúng không? Này em giúp cha nó chết luôn, nó sống em ạ. Chứ này thì có gì để nói. Lên đây không có tiền, em lo cho mượn tiền, mượn trọ, không đồ mặc em lấy đồ em cho mặc luôn. Bây giờ nó làm ăn kiểu này. Giờ nó phản mình, gọi là dụ cả vợ mình đi luôn. Dạ. Cái những cái câu chuyện này anh đã từng ghi hình và đăng tải rất nhiều rồi. Anh đã từng gọi là chia sẻ rất nhiều thông tin lên tất cả trang mạng xã hội, mục đích chính là cho em cũng như cho nhiều người khác nữa. Mình chơi với bạn, mình thân thiện, mình mời các bạn về nhậu, nhưng mình phải xem người đó là ai mình mới cho về. Dạ. Bởi vì đưa người ta về là nhiều khi người ta dụ vợ mình. Anh nói thật, những câu chuyện này xảy ra rất nhiều rồi. Bây giờ em xảy ra em cũng thiệt, có gì để nói cho rút kinh nghiệm sau này nói cho mấy anh em đã thấy cũng. Đó, đây là một cái bài học đúng không? Bài học luôn. Ừ. Giúp đỡ nó từ chỗ ăn cho ở, đồ mặc, không có tiền cũng cho mượn, cầm vàng cho mượn luôn khi mình không có tiền. Bây giờ đối xử lại vậy. Em cho anh hỏi là vợ em ấy làm việc trong công ty gỗ này có làm việc có sát hoặc có gần hoặc có tiếp cận gần cái người đàn ông này không? Không, anh ít lắm, khi cũng làm chung lâu lâu, có làm đông đông rồi thôi. À. Vợ em làm ở dưới chỗ máy, nói chung ít gặp đúng không? Dạ, ít xúc. Ít gặp mà có thể là người đàn ông này người ta tới nhà mình, vậy là có thường xuyên không em? Không, anh khi về sớm rồi mới có tới, lâu lâu chẳng tự nhiên mới tới, về sớm á. À. Em về sớm. Phòng trọ người đàn ông này gần chỗ em không? Cũng xa, cũng đâu mấy cây vậy. Mấy cây mà cũng hay tới hả? Khi cuối tuần á, rồi thấy anh em mà về sớm thì rủ nhau nhậu tí thoải mái rồi mà nghỉ vậy đó. Ừ. Không có nghỉ đó vấn đề này. Không ngờ rồi, vợ em đi mang theo những cái gì? Mang theo thì tiền lãnh lương á, lãnh lương là nhiều không em? Lãnh lương bữa lãnh đúng 5 triệu. Ừ. Thì, tiền trong thẻ vợ em có không? Dạ em nó không xài thẻ. Vậy là cầm đi 5 triệu. Vợ em có đeo vàng không? Có. Nhiều không với em? Với chuyền tấm lắc. Dây chuyền lớn không? Chuyền với mặt ở 4 chỉ. Ồ. Tấm lắc ở 2 chỉ mấy, 3 chỉ. Ừ. 7-8 chỉ. Hả nhẫn đó, khoảng 7-8 chỉ gì hả? Nhẫn giờ 24 á. Ừ. Nên là coi chừng là ông tướng này là ông sẽ dụ vợ em đi và ông sẽ lấy hết. Ăn khi nào hết thì thôi. Thì thằng này em cũng biết nó là dân đá cá đang dưa, thì em chỉ sợ là kiểu nó bán đi bên kia tội cho bà vợ em khóc thôi. Cái con em giờ lớn á, suy nghĩ lại nhìn nó mà rớt nước mắt. Khi lớn lên rồi thiếu cha, thiếu mẹ, thì khi lại nghe hai bên nói là bị bỏ bùa này kia dụ dỗ, thì em nói ấy thì em nhờ mấy anh kiếm về được đi rồi em sẽ từ từ. Em có ngờ là một ngày nào đó mình, trước đây mình có ngờ là một ngày nào đó mình mất vợ không? Không bao giờ em nghĩ tới, vợ em nó thương em lắm, mà hồi đó hai chồng không bao giờ xa nhau, ngày nào em nói thiệt cỡ nào cỡ em cũng tin tưởng vợ em chứ. Không có vợ, mà giờ
Nếu đến giờ phút này mà thực sự là em không nhìn thấy cái camera mà nó quay được cái cận cảnh mà người đàn ông chở thì chắc em không tin đúng không? Dạ. Nếu người phụ nữ chở này em sẽ không tin chuyện là đúng, đúng không? Đó, vợ hai chồng em rất là tin tưởng vợ em, ừ. Em thương vợ em lắm. Thì em với vợ có phải là gây lộn nhau không? Gây lộn thì ngày trước á, thì lâu lâu cãi cũng có, nhưng mà không có vợ chồng có cãi lộn nhưng mà không có gì, nói chung là ít lắm. Bây giờ sau này đi làm hai chồng muốn nhà ở không cự cãi gì hết anh. Rồi con em dưới quê mới ước lên cho nó ở chung mẹ con hủ hỉ luôn. Hai con em dưới quê nó làm như vậy thì cũng không nói, mà con em ước lên ở chung luôn mà kiểu đi bỏ con em vậy thấy tội cho nó quá. Ừ. Nghe hai bên thì cứ nói là bị bỏ bùa dụ dỗ không à. Bùa thì không phải đâu ơi. Bây giờ này, hiện nay em biết rõ ràng cái người đàn ông mà làm chung công ty em mà đã từng ăn nhậu em nhiều lần, gọi là bạn đi, mà dắt vợ em đi rồi, thì thực sự là trong lòng em đang nghĩ gì? Cái này thấy nó cặn bã quá, sống kiểu cũng nạn quá. Thằng cháu đó bác, sự mấy người này em nhờ cho mấy anh để cộng đồng mạng chia sẻ kiếm giúp cho em nhanh nhanh. Em đến giờ phút này là trước đây là mình thương yêu vợ, nhưng mà đến giờ phút này là mình có giận vợ không? Em thấy là em có giận vợ không? Thấy vợ em thì nó cũng thờ lắm, giận thì cũng có giận, nhưng mà nó bị bỏ bùa bỏ bọng thì em kiểu như hai bên đều nói là bị bỏ bùa bọng thì em cũng giận thì giận, em cũng nghĩ tới con em. Vợ em về mà nó có cãi chuyện đàng hoàng thì em cũng không có nói năng gì tới, bỏ qua. Vợ chồng em thương vợ em lắm. Nếu vợ em quay về thì em có tha thứ cho vợ không? Nếu vợ em nó hối lỗi thì em sẽ chấp nhận, tại đang ở với con em, sau con em nó lớn cũng là con gái nữa. Con gái luôn hả? Con gái, nếu sau này em đi bước nữa biết gặp kiểu gì, ví dụ vậy, hoặc là nó hay mẹ nó gặp cảnh gì em cũng lo cho con em thôi. Sợ lớn lên ra đường đi. Con gái mà 12 tuổi chắc lớn con rồi đúng không? Nó cũng lùng mà, lùng chứ. Mẹ nó cao hay thấp? Mẹ cũng vừa rồi, trung bình chứ không có lùng. Đến giờ phút này là em đã từ hôm qua là em đã tìm vợ những đâu rồi? Hôm qua thì em về ở nhà thì em đi vòng vòng em hỏi thăm với chích camera rồi này kia, lại em thấy đi vậy thì em biết là nó cũng đi xa rồi, nên em đến này thì em không gần chỗ, em cũng không biết đường bên kia. Em có thông tin là cũng ở bên đó nhưng mà em không biết đường đi đó. Anh thấy em thì có thể là cũng hiền lành á, mà thực sự là em có hiền hay không thì anh chưa biết, anh chưa thể dám nói, nhưng mà em thì tấm vậy không có thương người lắm. Chứ không phải là ấy. Mà lại không ngờ được là em giúp đỡ dễ dàng lắm. Không ngờ là mọi người lại đối xử như vậy với mình. Bà vợ một chèo em, chị em bên vợ thương em lắm thiệt. Bây giờ em sống không có kiểu này nọ. Bắt dạy người ta. Em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được, vợ em suy nghĩ lại, vợ em quay trở về. Dù rằng lỗi lầm tha thì vợ em cứ quay về để em sẽ tha thứ cho vợ. Nếu vợ em á, thấy được em đang tìm gì á là em biết em rất thương vợ em, rất nhớ vợ em. Đó. Con em á, thấy nó ở nhà đứng tội lắm, bây giờ tội lắm. Với cha mẹ dưới quê á, khóc hết nước mắt sáng đêm á. Cha ông đã bệnh nằm bệnh viện rồi. Nếu em á, biết thương cha mẹ, thương con á, có hạn quay về á, thì anh chấp nhận, anh sẽ bỏ qua hết để cho em làm lại từ đầu, để cho cha mẹ mà không có yên cái lòng, với con cái sau này để đỡ thiếu tình thương mẹ, nó lớn lên sau cũng là con gái không có mẹ, hay là đỡ như con này kia cũng không được, tội cho nó thôi. Rất khổ mà. Rồi em hãy nói chuyện với cái người đàn ông tên Tiến hay tên Tí đi. Bây giờ dù gì trước đây em đối xử với người ta cũng rất tốt, cũng đã từng mời người ta đến ăn nhậu, gọi là rất quý mến nhau. Và em cũng đã từng hướng dẫn cho người ta rất nhiều cái công việc, hoặc rất nhiều cái cách để kiếm tiền, đúng không? Đến giờ phút này người ta mới có cơ hội để sống ở gần đây. Đến giờ phút này người ta tiếp cận vợ em hoặc tiếp cận em, mà người ta tạo lòng tin, người ta dụ vợ em đi. Em phải nói làm sao đó để người ta buông tha, để cho vợ em quay trở về. Bởi vì hiện nay ở ngoài kia có rất nhiều các chị em phụ nữ không có chồng hoặc độc thân, đúng không ạ? Tại sao người ta cũng tới mà tới người ta dụ vợ em đi, để đến giờ phút này em phải bỏ công bỏ việc rồi mà em lên tiếng? Dạ, chỗ Tí á, ngày trước anh em đi làm á thì không áo mặc, không tiền, anh em cũng lo cầm vàng cho mượn, đồ đạc cho mặc, công việc làm chỉ dạy thì đi năng đỡ lên,
anh em làm có tiền, lo anh em thương anh em tự ly tí cơm nước đồ, lo ăn đồ ăn ngon ngủ anh em ăn hết đó. Bây giờ anh có thương anh em, có suy nghĩ lại ngày trước anh em sống tốt đó, thì tốt nhất thì anh buông xa vợ ra để cho nó về với con cái đó, với cha mẹ, để cha mẹ nó buồn, cha mẹ nó buồn khóc nức nở không mà già ở dưới, con cái nó lớn tội cho nó nhìn bơ vơ thiếu mẹ này kia, con đường dại dột nó rồi. Anh nếu cứ suy nghĩ lại cách sống anh em mình sống tốt như thế nào á, tốt nhất anh khuyên cho vợ em về, về với con với gia đình cho người ta đỡ lo. Một người đi mà biết bao nhiêu người khổ, chị em cha mẹ dòng họ gì ai cũng đều lo lắng khóc hết trơn. Nếu mà thực sự trong câu chuyện này mà vợ em và em đang sống với nhau lục đục mà không hạnh phúc thì vấn đề khác. Dạ, nhưng mà hoàn toàn hai vợ chồng em sống với nhau rất bình thường. Bình thường. Đúng không? Không có chuyện gì ra. Đúng rồi, cả sớm nên là vẫn nói mà. Mà đùng một cái mà người ta dắt vợ em đi thì thực sự là nghe một cái câu chuyện về như sét đánh đúng không? Đúng. Tại sớm ta cũng nói mà, vợ chồng em có cự lộn cái cãi gì đâu. Rồi em hãy chia sẻ cái câu chuyện này và đây cũng là một bài học. Hy vọng là em nói làm sao để cho các anh trai hoặc các bạn trẻ giống như em ấy, tránh tình trạng mà đưa bạn về nhà nhậu mà cuối cùng người ta dụ cả vợ mình phải mất công mất việc, mất cả vợ nè. Thì hôm nay á, như cái này là bài học của em. Khi tin tưởng bạn bè thân quá, lo bạn bè thân quá, anh em về nhà chơi mình không nghĩ đến nỗi là cảnh mà lợi dụng mình để tiếp xúc với vợ mình, rồi dù quên khi bắt được thông tin của mình cái đâm ra đâm chọt cái vợ nói xấu mình, em biết mình này nọ nói xấu mình, bắt đầu lừa gạt để ngày ngày dụ dỗ vợ con mình. Anh em tốt nhất á, thân quá nên bây giờ đừng có tin tưởng quá hay là dắt về nhà quá như tôi. Anh em tốt nhất sau này có bài học giống như tôi đã đi một bài học rồi. Anh em có thấy được cái này, anh em lưu ý rút kinh nghiệm về cái chỗ của tôi đã sai rồi. Đây là một bài học phải nói là vô cùng đắt giá đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình bỏ công bỏ việc, thậm chí cầm vàng cầm bạc để giúp bạn, đúng không? Để cho bạn có thể là có những cái gì đó sinh sống và tạm thời trước mắt những khó khăn. Dạ. Đặc biệt là giúp công giúp việc, đúng không? Dạ. Đến giờ phút này có thể là vì tin tưởng và tin nhau đưa bạn về nhà nhậu chơi bời, và đôi khi những lúc mình không để ý, mình tưởng rằng không chuyện gì nhưng đôi khi người ta đã để ý vợ mình từ lâu. Dạ đúng rồi. Đến giờ phút này là quyết định dắt đi luôn. Chắc để ý vợ từ lâu. Người ta chắc chắn người ta thăm dò để ý lâu rồi, hai bên nhắn tin qua lại lâu rồi. Chứ không bao giờ một cái một là người ta một cái một mà hai bên đều đồng lòng để đi thì một điều vô lý. Đúng không? Đúng. Đó. Thế nhưng mà vợ em là đôi khi là đến giờ phút là người ta dụ dỗ là gọi là mê say rồi. Đúng. Có thể là vợ em nhiều khi là hai vợ chồng là có thể là người ta vẫn lén nút đi đâu gặp nhau đó, mình không biết. Tranh thủ người ta gặp nhau mình không thể biết được. Nhưng đến giờ phút này có đôi khi là có thể người ta thực sự là người ta say nhau rồi, người ta mới dụng để đi luôn thế này. Rồi anh cảm ơn đến cuộc chia sẻ của em. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em mình chụp dương ghi để đăng tin để tìm vợ. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ được, em nhờ cho mấy anh trẻ thông tin, nhờ cho mấy anh cộng đồng mạng này kia có thấy phát hiện nhờ thông tin sớm nhất giùm em. Rồi anh cảm ơn em nhé. Em có thể nhắc lại là họ tên của cái người đàn ông này đầy đủ là gì? Nguyễn Văn Tý, Lê Văn Tý. Nguyên quán ở đâu? Ở Cà Mau. Rồi, đặc điểm nhận dạng là cao mét mấy? Cao cỡ trung bình cỡ tầm như em là cỡ 1m6, 1m7 gì đó. Kiểu mấy sáu mấy ha. Ôm em cỡ 57-58kg gì đó. Trên mặt là khuôn mặt có cái đặc điểm gì không? Khuôn mặt hớt tóc cao. Nhìn cái mặt thì thấy lĩnh. Rồi anh sẽ dán cái hình đó để cho hy vọng các cô chú anh chị ai xem được để biết được này. Em cũng có hình ở đây luôn. Rồi đang ở đâu thì giúp em nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức vợ của em trai đang ở đâu thì báo tin giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 78 5858 để anh em nghe tìm cách để giúp em gái quay trở về cùng với chồng với con của mình. Dạ cuối video cho phép cùng Trần xin thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.